Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến tất cả mọi người, tất cả các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một cái loại hình bán hàng hoàn toàn mới, một chiếc xe bán trà sữa rất là đặc biệt. Thì đây là một trong những chiếc xe trong cái gói option, full option mà bên mình đã từng làm. Đây các bạn nhìn này, họ là đơn vị bán trà sữa. Đó, các bạn nhìn thấy các cốc trà sữa mà mình thiết kế để can dán ở hai bên chưa? Đó, và cái đằng giữa này, cái bàn này, nó là cái chỗ để chúng ta để một cái tivi 32 inch ở đây. Đây, mình sẽ treo một cái tivi 32 inch ở đây thì khách hàng họ sẽ treo sau. Ở trong này thì mình sẽ không có cái đó. Ngoài ra thì ở trong cái bàn đằng trước này nó sẽ có một cái hệ thống menu ở đây. Nhưng mà mình cũng chưa làm, bởi vì cái nó chưa kịp thời gian, nó cũng chưa kịp cái tiến độ mà mình sẽ phải giao hàng cho khách trong ngày hôm nay. Ở đằng trên các bạn sẽ nhìn thấy là một cái loạt các cái cốc trà sữa được mình dán đề can thiết kế lên trên cái lốc xe như vậy. Đây là một đơn vị họ bán trà sữa, thì họ sẽ đi đến các cái khu công nghiệp cũng như là đi đến các cái khu mà có đông người sử dụng để bán cho những người ở đó những cái mặt hàng như là trà sữa rồi đồ ăn nhanh như thế này. Đấy, đằng sau các bạn nhìn thấy cái cánh rơi hất lên nó cũng có một cái logo là trà sữa chuẩn vị. Các bạn nhìn thấy là chiếc xe này cũng được đấu với hệ thống đèn LED rồi là đèn chiếu sáng. Các bạn nhìn thấy đèn nó sáng kìa. Đấy, nó trong buổi tối nhìn nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ đẹp hơn nhiều so với việc là trong ban ngày như thế này. Đấy, đằng bên này thì vẫn là một cái hệ thống bàn bình thường thôi, sẽ dán đề can lên đây cái menu của họ này. Rồi thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái chiếc xe này, là chiếc xe Đông Ben T30, bán hàng lưu động đã rất quen thuộc rồi, màu đỏ, phiên bản đời 2019. Chiếc xe này thì nó có những điểm đặc biệt. Thứ nhất, nó có cái động cơ 1.5 lít, sản sinh ra công suất cực đại là ở 80 kW cho ở 5.200 vòng quay. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ từ 7 lít cho 100 km. Đó, có tất cả mọi thứ từ điều hòa hai chiều, kính điện, trợ lực lái điện, khóa điện, FM radio, đèn trần, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Nghĩa ở đây là cái gì? Đó, thì cái xe này cũng không còn mới nữa. Nó dùng chung nội thất với cái chiếc xe Đông Ben X30 cũng rất quen thuộc rồi. Đấy, đã được khẳng định trên thị trường rồi. Mọi thứ thì nếu các bạn quan tâm đến về cái xe hơn thì các bạn có thể xem lại các video cũ của mình. Còn trong cái nội dung video này thì cái nhân vật chính của chúng ta nó là cái thùng chứ không phải là cái nội thất của chiếc xe đấy nữa. Thì ở trên cái chiếc xe này nó sẽ có một vài cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy cái hệ thống điện. Điện 3 pha, cái điện 2 pha, xin lỗi các bạn, điện 2 pha lối thẳng trực tiếp nhà dân. Nó sẽ có cái đồng hồ ở đây. Khi mà các bạn dùng bao nhiêu điện thì các bạn sẽ trả tiền đối với cái hộ dân đó bằng số watt tiêu thụ trên này. Đó. Và cái thống đèn này, công tắc mọi thứ rất đầy đủ. Ở bên này thì bên mình có làm cho họ một cái thùng đựng đá, dung tích là 38 lít. Các bạn có thể là cho đá vào đây. Và chúng ta bán kem này hoặc là bán nước này thì chúng ta đều lấy đá trong này ra được, nó rất là tiện. Ở đây chúng ta có một cái khe đựng đồ này, dưới này chúng ta có khe đựng đồ. Ở trên này thì khách hàng cũng yêu cầu bên mình là làm cái tấm chắn này lên để cho khách hàng ở đằng dưới người ta không nhìn thấy là mình làm gì ở trên này, thao tác gì ở trên này. Đó là một trong những cái điểm đặc biệt. Đây, bên này cũng vậy. Bên này là họ đặt bếp ga kia, các bạn nhìn bếp ga kia, bình ga ở dưới, ắc quy cũng để ở dưới, rồi là cái bộ đổi nguồn 3000W xin chuẩn bên mình cũng làm để dưới này. Đấy, thì cái bộ này nó sẽ cung cấp ra điện 220V để chúng ta có thể sử dụng được trong khoảng nửa ngày. Đấy. Còn nếu các bạn muốn sử dụng trong một ngày thì chúng ta sẽ cần đến hai cái ắc quy như này. Thì cụ thể như nào thì các bạn sẽ cung cấp cho mình cái nhu cầu thì bên mình sẽ lắp đặt và xây dựng cái cấu hình nó phù hợp với cái xe của các bạn. Đấy, đằng này cũng là một hộc chứa đồ này. Đấy, hộc chứa đồ rất là lớn. Và đằng trong này thì chúng ta rõ ràng rồi, chúng ta có một cái bếp ga, một cái quạt khử mùi, đó, quạt thông gió đấy. Bên này là lavabo chậu rửa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ giúp các bạn là rửa giấy rồi là ABC XYZ trong này, không vấn đề gì cả. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống bơm nước. Đấy. Bơm nước thì để chúng ta có thể là rửa nước rồi là sử dụng nước ở trong cái xe này. Ở trên này là chúng ta có một thêm cái ổ cắm nữa, ổ cắm ống bơm nhé. Đấy, bơm. Trên này chúng ta cũng có thêm một cái ổ nữa. Rồi, chiếc xe này thì còn điểm đặc biệt nữa là dưới đáy xe đây. Nó sẽ có một cái hệ thống này là hệ thống nước thải được đặt ở dưới này. Đằng trên này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống nước, một cái tét nước ở trên này để chúng ta sử dụng để rửa rồi là sinh hoạt trong xe.
Rồi, nếu các bạn quan tâm đến cái xe này, hãy gọi cho mình 0987 33322. Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Chân thành cảm ơn.